Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phố Hàng Mã Hà Nội năm nay vắng bóng du khách nước ngoài. Không khí ngày rằm tháng 8 cũng đến muộn hơn. Dù vậy, nơi đây vẫn thu hút đông đảo người dân thủ đô tới tham quan, mua sắm và chụp ảnh. Tuy nhiên, giữa hàng loạt món đồ trang trí Trung Thu rực rỡ sắc màu dọc hai bên phố, khách tham quan có thể bắt gặp những tấm biển cấm chụp ảnh hay ở đây thu phí chụp hình. Bên cạnh treo biển, nhiều tiểu thương thu phí khách đứng chụp ảnh hoặc người tham quan có nhu cầu mượn bối cảnh, đạo cụ tại cửa hàng với các mức giá dao động như 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng. Một số chủ hàng cho biết đây là cách để hạn chế khách đứng ùn ứ trước tiệm.